chia sẻ là cách làm trà táo. Lý do tại sao mà ngày hôm nay mình làm trà táo là mình muốn giúp cho cộng đồng có sức khỏe tốt trong cái dịp mùa lạnh này đó. Thì hôm nay mình có làm bánh đó các bạn, và mình sẽ ăn bánh với lại trà táo. Xin mời các cô chú anh chị em nha. Có cái mùi của quế nè, mùi táo nè, và cả mật ong nè, và quyện với nhau rất là thơm, thơm lắm các bạn. Trà táo thơm lắm, nói chung là chua chua ngọt ngọt, rất là ngon. Thì lâu lắm rồi mình mới làm lại bánh, mình ăn chung với bánh. Tuyệt vời, không còn gì bằng. Bánh mình làm không quá ngọt các bạn, rất là mềm, soft, rất là ngon. Quá tuyệt vời. Và cái lý do tại sao mà mình làm cái món trà táo ngày hôm nay là vì mình muốn làm cộng đồng có sức khỏe tốt trong cái mùa đông này rất là lạnh các bạn, nhất là ở bên Mỹ. Nếu mà tới tháng 12 là trời sẽ có tuyết. Và mình sẽ nói về cái công dụng của cái quả táo này. Trong cái thành phần của quả táo này á, nó có chất để ngăn ngừa việc ung thư, có chất chống oxy hóa để làm cho da mặt đẹp, rồi có chất chống nhiễm trùng. Đó là nó làm cho cơ thể của mình tiết ra nhiều hệ miễn nhiễm để chống lại bệnh tật. Đó, nói chung là nó kích thích cho hệ miễn dịch. Đó, rồi bảo vệ gan, bảo vệ đường tiêu hóa cho cơ thể của mình. Thì trong cái quả táo này thì nó có hàm lượng chất xơ nè, và nó có vitamin C. Hàm lượng vitamin C thì 70% và hàm lượng kali thì 5%. Đó, thì cái việc mà mình ăn táo mỗi ngày rất là tốt cho sức khỏe nha các bạn. Rồi, mình cũng chia sẻ thêm, đây là cái máy mà đánh trứng của mình. Ngày trước á, lúc mà mình không có tiền á, mình mua cái máy nhỏ, mình đánh trứng, mình làm bánh. Còn bây giờ khi mà mình làm việc tích cực á, thì mình có đủ tiền và mình mua cái máy đánh trứng này. Cái máy đánh trứng này thì rất là bền nha các bạn. Mà cái nào mà nó bền á, thì nó hơi mắc tiền một chút. Thì nếu các bạn nào mà có để dành tiền dư giả giống mình á, thì mua cái máy này, nó rất là tiện nghi. Khi mình đánh trứng mình không cần phải cầm đó. Cái máy này thì mình mua khoảng 320 đô đó, mà mình xài nó rất là bền, nó sẽ last rất là long time. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hãy nhớ cho mình một like, một đăng ký và bấm chuông để tiếp tục theo dõi những video mới ra của mình nhé. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Thank you.